Isave cất tiếng chào: Tôn nương có phúc hơn bao nhiêu người, nguyện xin mẹ Đức Chúa Trời giúp con tin Chúa trọn đời trung kiên. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng vui trong niềm vui của toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, phục vụ lời Chúa nói về hai lần làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, một lần cưu mang Chúa Giêsu và một lần sinh ra các tín hữu. Nơi Đức Mẹ, chúng ta chiêm ngắm một gương mẫu đức tin tinh tuyền, một đức cậy vững vàng, một đức mến vẹn toàn. Ngài xứng đáng làm bà Chúa hiển vinh và làm mẹ đấng cứu thế. Trong hoàn cảnh của mình, mỗi tín hữu đều phải sinh ra Đức Kitô cho thế gian. Do đó, cũng chia sẻ số phận của người phụ nữ mang thai chuyển dạ như trong sách Khải Huyền. Mặc dầu con trẻ vừa sinh ra đã chịu bắt bớ khổ đau, nhưng Thiên Chúa gìn giữ Ngài an toàn. Ngài sẽ trở về với Thiên Chúa và ban cho mỗi người chúng ta một nơi trú ẩn vững bền trong trái tim mẹ Ngài. Mẹ Maria được đưa về trời, đó là một ân huệ đặc biệt Chúa dành cho mẹ. Tất cả các thánh, dù trong sạch đến đâu chăng nữa, cũng vẫn phải chờ ngày sống lại, thân xác mới được mặc lấy ánh vinh quang. Xin mẹ giúp chúng ta vững mạnh để toàn thắng trong trận chiến của mình, và biết sống khiêm nhường như mẹ, để ân sủng Chúa lưu lại và biến đổi chúng ta ngày càng nên giống mẹ hơn. Hôm nay cũng là bổn mạng của cao đoàn giáo xứ, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi thành viên ngày càng thêm nhiệt thành và hăng say ca tụng Chúa với tất cả lòng yêu mến.
Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có một điểm lớn xuất hiện trên trời, một người nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm lạ khác xuất hiện trên trời. Có một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời thank you.
Kitô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn sức ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô. Rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng cũng bị tiêu diệt là sự chết. Vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Đưa về trời cả hồn lẫn xác, người là niềm an ủi và là nguồn hy vọng cho hết thảy các Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong hội thánh luôn nhận ra những ơn lành Chúa ban, để cả cuộc đời của các ngài luôn là lời ca tụng Chúa không ngừng. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các bậc làm cha mẹ luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Từ đó các ngài biết giáo dục con cái bằng đời sống hy sinh, gương mẫu của mình, để các em được lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc. Đức Maria là đấng cầu bầu cho tất cả những ai chạy đến cùng mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô giáo luôn biết siêng năng, sốt sắng đọc lời kinh kinh mừng mỗi ngày, để nhờ lời chuyên cầu của Đức Mẹ giúp gia đình luôn được yên vui hạnh phúc. Chúa đã ban cho Đức Mẹ phần thưởng quý báu trên thiên đàng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên trong ca đoàn giáo sư, quý bà, quý chị em và tất cả những ai đã nhận mẹ làm bôn mạng, biết nói theo gương sống của mẹ, dâng lên Chúa từng giây phút vui buồn trong cuộc đời mình, và quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm thiếu son, để đến ngày sau hết cũng được lên trời cùng với mẹ. Lạy Chúa, Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ, vì người đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa đã nói với người. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương người mà luôn tin tưởng vào quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa trong lòng con, trong tâm sâu của con tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng con. Chúa trong lòng con, Ngài ẩn thân trong tim thân tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài gần kề hơn chính. Cha Phó, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý hội đồng giáo xứ, quý chức các ban ngành giáo họ, quý ân thân nhân và các cố mẹ đỡ đầu, quý đại diện anh chị em trong các ca đoàn giáo xứ Bình Hà, Nghi Lập, Nghi Xuân, Nghi Trung, Hòa Tiến, Hương Sơn, giáo họ Hương Lâm,
cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Hôm nay, hòa cùng niềm vui chung của Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta long trọng mừng lễ kính Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, và đặc biệt là bổn mạng ca đoàn giáo xứ chúng con. Con xin nhận cho anh chị em ca đoàn giáo xứ xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý cộng đoàn lời chúc sức khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa. Kính thưa quý cha, lời đầu tiên con xin được cảm ơn cha chánh xứ, cha phó đã giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn qua buổi tĩnh tâm. Đặc biệt hôm nay chúng con được quý cha ưu ái dâng thánh lễ long trọng, cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng con và cho hội ca đoàn chúng con cách riêng, để tạ ơn Chúa và mẹ nhân mừng dịp lễ trọng kính Maria Hồn Sắc lên trời là bổn mạng của hội ca đoàn chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm mến và tri ân quý cha. Chúng con cũng không thể quên cảm ơn quý sơ, quý hội đồng giáo xứ, quý hội kèn, ban lễ sinh âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, hội cắm hoa giáo xứ, các ban ngành đoàn thể các giáo họ, đại diện anh chị em ca đoàn các giáo xứ, quý khách gần xa, quý ân thân nhân, các bố mẹ đỡ đầu cùng quý cộng đoàn. Cũng vì tình yêu mến Chúa đã tạo mọi điều kiện âm thầm phục vụ hy sinh cách này cách khác, bớt chút thời gian quý báu để quy tụ nơi đây, hiệp thông góp phần cho thánh lễ trở nên long trọng và sốt sắng. Trong tâm tình yêu thương, chúng con cũng xin quý cha và quý cộng đoàn thứ lỗi cho chúng con vì những thiếu sót chưa chu toàn bổn phận trong phục vụ, đã làm quý cha, quý cộng đoàn buồn lòng. Nhân ngày lễ bổn mạng hôm nay, con xin quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết noi gương mẹ Maria mỗi ngày, yêu mến Chúa và hy sinh phục vụ nhiều hơn cho công việc phục vụ chung của giáo xứ. Nguyện xin Chúa là cha tình thương, giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria tuôn đổ muôn ơn lành hồn sắc và trả công bội hậu cho quý cha quý sơ cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây, cũng như vắng mặt, luôn được bình an, sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc và dồi dào ơn Chúa trong đời sống. Sau thánh lễ, con kính mời quý cha, quý sơ chụp với chúng con một tấm hình lưu niệm. Và trưa nay, con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng, quý đại diện, hội đoàn các ban ngành giáo họ, cùng quý ân thân nhân, quý khách xa gần tới chung vui bữa tiệc nhỏ với ca đoàn chúng con tại khuôn viên giáo xứ. Một lần nữa, qua mẹ Maria, chúng con tạ ơn Chúa, tri ân quý cha và cảm ơn quý cộng đoàn. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Hôm nay ca đoàn giáo xứ mặc đẹp, hát hay, rất đẹp, rất hay. Và như tôi đã chia sẻ với lại các anh chị em trong ca đoàn, thì Thánh Phaolô thì nhắc chúng ta là anh chị em hãy hiến dâng thân mình để làm của lễ sống đồng đẹp.